Mình xin mời cả nhà cùng ăn món rất ngon, đó là thịt gà rang gừng. Gừng cay. Thịt gà khi mà cả nhà đã đem đến và cho nó cạn nước thế này này. Đấy, bắt đầu cạn nước thì nó cho gừng vào nhá. Thì nó sẽ rất là thơm. Nó sẽ mùi gừng, nó thơm mùi gừng. Đấy. Thế này cả nhà thấy cạn nước này. Đấy. Thì xịt nước này mà cả nhà cho gừng vào. Cho gừng vào, ok, cho gừng vào. Đỏ lên. Đấy, thế này là xong rồi cả nhà nhé. Bỏ vào đi. Đấy. Còn bên này là rau bí xào tỏi. Rau bí xào tỏi. Thì cả nhà xào khi mà rau bí nó tái tái đi một tí thì hãy cho một mắm muối gia vị vào nhé. Đấy, này xào cũng cạn nước thì là sao. Ok, chúc cả nhà một bữa ngon miệng. Đây là món hàng rất đơn giản. Món gà rang gừng. Cái này là sữa chuột hay còn là sữa leo. Đây là su hào bắp giấm. Đây là rau bí xào tỏi. Cái này là rau bí xào tỏi mà ăn từ sáng vẫn còn xe là một đĩa mận Hà Nội mà gọi là mận Sài Gòn có thể gọi là do và hành bây giờ các bạn để chỉ làm xong vòng đây nửa tiếng là xong rồi cả nhà cùng ăn cơm với quán hàng rất đơn giản mà rất ngon.